Xin chào độc giả của Thể thao.vn. Mình là Trị Linh Giang, tay vợt của bộ môn quần vợt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Xin chào Linh Giang, cảm ơn bạn vì đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng với Thể thao.vn. Câu hỏi đầu tiên thì mình muốn hỏi về Davis Cup. Thì đầu tháng 3 vừa rồi, Giang cùng với đội tuyển quần vợt Việt Nam đã tham dự vòng playoff thăng hạng Davis Cup 2022 trước đội tuyển Cộng hòa Dominica. Thì chúng ta có cái kết quả cũng chưa được như ý lắm. Thì không biết là cái cảm xúc của Giang cũng như là các đồng đội như thế nào sau cái giải đấu lần này? Thực sự thì trước khi bước vào giải đấu thì cũng đã xác định là đối thủ của Việt Nam lần này rất mạnh vì họ có hai tay vợt top 400 thế giới. Nhưng mà khi mà bước chân sang đến nơi thì mọi người rất lạc quan và thi đấu luôn hết mình. Chỉ có tiếc là cũng có cơ hội để giành chiến thắng nhưng mình vẫn thiếu một chút để cả đội cùng vượt qua được. Thực sự thì cũng quá lâu rồi các tay vợt Việt Nam không được đi tham gia nước ngoài vì dịch và đi lại rất khó khăn. Nên là lần này khi mà mình chạm trán những tay vợt có đẳng cấp cao như thế thì bản thân Giang thấy thì là mình cũng không, cái khoảng cách trình độ cũng không có quá xa, chỉ có là mình cần phải được tham dự nhiều giải hơn và cọ sát nhiều hơn nữa để bắt nhịp được nhanh chóng. Trước đó thì trong năm 2021 thì đấy là một mùa giải thực sự là thành công đối với Giang, khi mà Giang đã giành chức vô địch đơn nam và đôi nam ở giải quần vợt vô địch quốc gia tổ chức tại Bắc Ninh. Thì không biết là cái thành tích này nó có ý nghĩa như thế nào với Giang và bạn có cảm thấy hài lòng với cái thành tích này hay không? Dự thì những giải trong nước bây giờ cũng không có quá nhiều các tay vợt mạnh. Nói chung là có nhưng mà chỉ có một số tay vợt tài năng và tiệm cận đến top đầu của đội tuyển Việt Nam bây giờ. Thì nói chung trước khi tham gia giải đấu ở Bắc Ninh thì Giang cũng đã xác định từ đầu là về hai chức vô địch cả đơn cả đôi, nên là cũng nằm trong dự đoán của mình thôi. Trước khi tham gia giải vô địch quốc gia thì quần vợt Việt Nam đã gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Vậy thì trong cái thời gian mà quần vợt đóng băng như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến việc tập luyện, thi đấu cũng như là cái đà phát triển sự nghiệp của Giang? Thì thực sự trong quãng từ tháng 5 năm 2021 trở đi thì gần như là bản thân Giang nói riêng và tất cả các tay vợt khác ở Việt Nam nói chung thì gần như là không thể đi ra nước ngoài để thi đấu. Và các giải trong nước cũng đóng băng và tạm hoãn hết. Thì các tay vợt gần như là bị mất cái cảm giác đi thi đấu quá nhiều. Thì lúc đấy nó như một bức chứng lại của tất cả các tay vợt ở Việt Nam. Thì nếu như để được lựa chọn thì đối với Giang đâu là cái trận đấu mà Giang cảm thấy nó là trận đấu để đời trong sự nghiệp của Giang từ trước đến nay? Giờ để nói một trận đấu để đời thì chắc có lẽ phải nói đến trận chung kết ở Hải Phòng năm 2020 khi mà Giang đối đầu Việt Nam ở trận chung kết. Ở giải đấu đấy thì mình rất là nhớ cái hình ảnh Giang đến như vậy. Thì bởi vì trước khi giải đấu đấy diễn ra thì mình có một quãng rời xa quần vợt là khoảng 3 tháng. Thì mình mới chỉ vừa tập lại lúc đó là đầu tháng 9. Sau đó tham dự giải các cái vợt giải quốc gia ở thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 10. Thì lúc đấy mình vẫn thua nam rất là xa. Thì cũng rất bất ngờ khi mà ở Hải Phòng mình đã có phong độ tốt như thế. Thì nói chung cũng may mắn rất nhiều, nhưng mà cũng là sự cố gắng bản thân, thế nên là mình rất vui lúc đấy, nước mắt của hạnh phúc
thì cái khoảnh khắc đấy thì nó như một cái vụ nổ, một cái của làng quần vợt Việt Nam vậy, bàn thắng của Giang. Nói chung tất cả mọi người đều bất ngờ, mọi người bất ngờ nhất là phong độ của Giang lúc đấy. À, nói chung thì tập luyện với nhau nhiều, lâu năm thì cũng biết hết nhau rồi. Nhưng mà ở một cái trận chung kết như thế trước rất nhiều khán giả mà Giang thi đấu được gần như 200% sức như vậy thì chung mọi người cũng vừa vui vừa buồn vì không thể nào mà cả hai cùng chiến thắng được. Thì thế nên cũng là một cái bất ngờ. Sau cái chiến thắng đấy và cả rất là nhiều cái thành tích của Giang sau đó nữa thì cả giới chuyên môn này, giới truyền thông này đều có cái nhận xét đấy là Giang đã có sự tiến bộ này, có sự trưởng thành, có sự chắc chắn trong cái lối chơi rất nhiều. Thì Giang suy nghĩ như thế nào về cái nhận định này và bản thân Giang có cảm thấy là cảm nhận được cái sự thay đổi đó của bản thân hay không? Nói chung từ sau giải đấu đấy thì cái tâm lý của mình khi mà bước ra sân dù tập luyện hay là thi đấu thì cũng khác rất nhiều, thoải mái hơn và mình nói chung là có niềm vui với tennis hơn. Thì khi đấy mọi thứ nó sẽ diễn ra được suôn sẻ và trôi chảy hơn. Thì cũng đúng, bởi vì khi mà ở một môn thể thao cá nhân thì cái cá tính của vận động viên rất quan trọng. Khi mà nếu thực sự ai cũng như ai thì cũng thực sự không có gì để đáng xem quá nhiều. Thì là một tay vợt cá tính như vậy thì cái tính cách của bạn nó có được thể hiện qua phong cách thi đấu của bạn hay không? Và nếu để chọn một từ để miêu tả về cái phong cách thi đấu của Giang thì Giang sẽ chọn từ gì? Nếu để chọn một từ về phong cách thi đấu của Giang thì hết mình. Và thi đấu, phong cách thi đấu của Giang trên sân thì cũng khá giống với những việc Giang làm hàng ngày. Rồi nếu không làm thì mình cũng không cần để tâm đến, nhưng mà đã bắt tay vào làm thì luôn luôn hết mình trong mọi việc. Trong quá trình tìm hiểu về Giang, thực sự thì vì cũng may mắn là gia đình cũng cho Giang tiếp cận với sân tennis từ nhỏ, từ khi 2 tuổi. Thì đến khi 6-7 tuổi thì cũng vác vượt theo bố đi khắp nơi để chơi. Thì bắt đầu cũng người thầy đầu tiên cũng là bố. Thì mình cũng tập cơ bản từ nhỏ như thế. Cho đến năm 11, 12 tuổi mới bắt đầu vào đội tuyển quần vợt Hà Nội. Thì thực sự mình cũng không xác định thi đấu chuyên nghiệp từ nhỏ. Mình chỉ nghĩ nó là một cái hoạt động thể thao để nâng cao sức khỏe sau cái giờ học hành. Nhưng mà đến khoảng năm 15-16 tuổi thì lúc đấy cũng gặp được những người thầy tốt, rồi gặp được đúng người thì mình mới bắt đầu có cái ý nghĩ là theo được con đường chuyên nghiệp, thì mình đã chọn cái con đường như thế. Thì tennis nó là một môn thực sự. Ở gia đình thì luôn từ khi mình 15-16 tuổi thì mọi quyết định của mình đều được gia đình mình tôn trọng và ủng hộ hết mình. Thì đây cũng là một cái lợi thế của Giang khi mà bắt đầu bước chân vào con đường chuyên nghiệp. Thì trước khi mà Giang đầu quân cho Hải Đăng Tây Ninh thì bạn cũng đã là quân của đội BK Mix Bình Dương. Thì chắc chắn là Giang sẽ phải thi đấu xa nhà rất là nhiều. Thì bây giờ thì có lẽ là Giang đã quen rồi, nhưng mà cái giai đoạn đầu thì sao? Bạn có gặp cái khó khăn gì không khi mà đi thi đấu xa nhà như vậy? Nói chung thì trong làng quần vợt thì những anh em bạn bè dù Bắc hay Nam thì cũng quen với nhau từ ngày trước. Thì thế nên cái việc hòa nhập môi trường ở trong miền Nam này đối với mình không quá khó. Thì mọi người cũng luôn giúp đỡ nhau. Và cái việc xa nhà thì mình cũng quen từ nhỏ rồi, bởi vì
buộc như tháng hè là buộc phải đi thi đấu xa nhà, thì nói chung cũng không có quá khó khăn. Có rất là nhiều người nhận định rằng các vận động viên tennis thường là không có bạn, thậm chí là rất ít bạn, cũng giống như Lý Hoàng Nam cũng đã từng chia sẻ như vậy, bởi vì là các bạn chỉ có bạn là những người bạn mà tập cùng trong đội này, rồi những người bạn mà trên sân thi đấu rồi. Đối với trường hợp của Giang thì cái nhận xét này có đúng hay không? Cũng đúng một phần, bởi vì tại vì cái thời gian mình dành cho tennis quá nhiều, từ thứ hai đến thứ sáu, có khi thi đấu thì phải tập thứ bảy chủ nhật, thì chỉ có biết phòng mình ở và sân tennis thôi, thì loanh quanh cũng chỉ có những người bạn như thế. Giang thì may mắn hơn là Giang có những người bạn từ thời đi học cấp 3 ở Hà Nội nữa, thì nói chung cái vòng tròn bạn bè của mình cũng khá nhỏ. Vậy thì có khi nào mà Giang cảm thấy rất là chạnh lòng, cô đơn khi mà phải đánh đổi nhiều như vậy cho môn tennis? Và những lúc như vậy thì đâu là động lực giúp Giang có thể tiến bước và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình? Thực sự thì nói là buồn thì cũng không phải là quá buồn, bởi vì cái đấy là cái việc mình phải đối mặt hàng ngày, thì mình sẽ tìm ra những cái thú vui khác để tự vực dậy bản thân, rồi để quên đi những cái việc thiếu người thân hay bạn bè bên cạnh như thế. Cái động lực giúp Giang vượt qua thì thực sự là bởi vì những cái người xung quanh Giang đã từng gặp thì họ luôn là những người tốt, người tài và người giỏi. Vậy nên mình để theo được những cái người như thế và ở sống xung quanh được những người thì mình luôn luôn phải tiến lên, chứ không thể nào chững lại và dậm chân tại chỗ được. Phải xa con đến ra như vậy không? Không, bởi vì bố mẹ luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ hết mình khi mà Giang vẫn muốn theo cái con đường chuyên nghiệp này. Vậy thì đối với bản thân Giang thì sao? Bạn đã có bao giờ có cái ý nghĩ đấy hay chưa? Thực sự nhiều lúc tập luyện nhiều mà không được đi thi đấu thì cũng nó cũng mang lại cảm giác chán nản. Thì có những lúc Giang cũng nghĩ đến việc nghỉ tennis để theo một số con đường khác, nhưng mà cho đến cuối cùng thì cái công việc tennis này đối với mình thì là mình vẫn làm giỏi nhất. Vậy nên nó vừa là đam mê, nó vừa là cái nơi để mình thực sự làm ra tiền để trang trải kinh tế, thì nói chung cũng không thể nào mà bỏ được. Mình chỉ có thể nghỉ giải lao một chút rồi lại trở lại tập luyện. Mình từng đọc được một bài phỏng vấn thì Giang có nói là bạn đã từng muốn nghỉ thi đấu để đi học đại học, nhưng mà sau lại vẫn có cảm giác nhớ tennis và rồi lại quay lại. Thì bạn có thể chia sẻ là cái suy nghĩ đấy xuất hiện khi nào và tại sao bạn lại có cái suy nghĩ như vậy? Đó là 3 tháng giữa năm 2020. Thì lúc đấy vì thiếu giải và đấy, thực sự là mình cũng không được thi đấu rất là nhiều, cả giải trong nước lẫn quốc tế. Thế nên là có những cái suy nghĩ như thế nổi lên, vì cứ tập luyện chay khoảng 3-4 tháng thì nó rất là nhàm chán. Thế nên ra cũng nghĩ nó thực sự cái con đường đại học và học vấn thì nó cũng tốt cho tương lai sau này khi Giang không còn thi đấu nữa, thì đấy cũng là một sự lựa chọn tốt. Nhưng mà Giang cũng còn khá trẻ, chưa hẳn là bên kia sườn dốc sự nghiệp hay là gì, thì mình sẽ vẫn phải cố gắng để theo con đường này đến khi nào không thể được nữa thì lúc đấy mình mới nghĩ đến sự lựa chọn khác. Thì nếu đặt ra giả thiết là Giang không lựa chọn đi theo con đường tennis chuyên nghiệp thì bạn sẽ chọn ngành nghề nào? Bạn sẽ đi học theo ngành nào? Thì nói chung mình là một người thay đổi theo môi trường rất dễ. Thành ra mình cũng không quá ngại với việc thay đổi công việc mình đang làm hay là
hay là sống ở một nơi môi trường hoàn toàn khác cả. Thế nên việc gì làm cũng được, nhưng mà đối với Giang thì luôn luôn phải tận hưởng cuộc sống cùng khi cùng với cái công việc mình đang làm nữa. Thì đối với Giang nếu mà công việc khác thì có lẽ mình cũng sẽ đi học và rồi kinh doanh một cái gì đấy. Vậy thì đã bao giờ Giang nghĩ đến lúc mà bạn sẽ giải nghệ chưa? Thì khi đấy bạn sẽ lựa chọn theo con đường nào? Liệu có phải là trở thành một huấn luyện viên này, hay là mở một học viện tennis, hay là sẽ chọn một công việc mà sẽ không liên quan đến tennis? Nếu theo Giang nghĩ thì có lẽ huấn luyện viên sẽ không phải là con đường mà Giang sẽ lựa chọn. Giang sẽ chọn việc học đại học và trau dồi kiến thức để sau này có những thứ giúp mình trong công việc kinh doanh hay là làm việc hơn. Vậy thì Giang đã có kế hoạch là tầm tuổi nào thì bạn sẽ nghỉ chơi tennis hay chưa? Hay là bạn sẽ thi đấu theo cảm xúc của mình? Tức là bạn sẽ dừng lại khi mà bạn cảm thấy là đủ. Nói chung mình vẫn sẽ chơi cho đến khi mình không còn thực sự đam mê nữa. Nói ở tầm tuổi nào thì cũng rất khó đoán, bởi vì một tuần, một tháng hay là một năm nữa thì ta cũng chưa biết được là mình sẽ nghỉ lúc nào. Thế nên cứ đến đâu thì hay đến đấy. Vậy thì Giang có là họ vẫn đang ở độ tuổi rất là trẻ và đang còn cả một sự nghiệp phía trước, nhưng mà vì không nhìn thấy tương lai thì theo cái môn này nên họ đã quyết định dừng lại. Ví dụ như trường hợp của chị Thủy Dung hay là trường hợp của bạn Hoàng Thiên, Giang có suy nghĩ như nào? Nói chung thì để tennis mà thực sự thành công ở đây là khi mà mình vừa thi đấu, mình vừa phải trang trải được kinh tế, mình vừa kiếm ra tiền, thực sự kiếm ra tiền thì nó rất khó. Bạn phải lọt vào top 100, 200 ATP thì mới thực sự kiếm ra cái đồng tiền để mình trang trải cuộc sống được. Thì nói chung mình nghĩ tennis ở Việt Nam nó vẫn là một cái gì đấy khá là chuyên nghiệp. Tennis chuyên nghiệp Việt Nam thì nói chung là vẫn là một cái gì đấy khá xa vời so với người Việt. Thì cần thêm những nhà tài trợ, những người yêu tennis để đầu tư vào tennis hơn nữa. Và qua đó thì Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cũng phải hỗ trợ rất nhiều. Thì thực sự mới có nhiều tài năng muốn theo con đường chuyên nghiệp được. Vậy thì theo Giang, đâu là những nguyên nhân chính mà khiến cho quần vợt Việt Nam vẫn chưa thể vươn mình ra quốc tế? Vấn đề lớn nhất có lẽ là kinh tế. Bởi vì thi đấu tennis này thì rất tốn kém về mặt tài chính. Ví dụ khi bạn thi đấu một giải thì cái vấn đề lo nhất là vé máy bay, ăn ở, rồi đi lại, rồi tiền thuê huấn luyện viên. Huấn luyện viên thì cần phải có huấn luyện viên chuyên môn và huấn luyện viên thể lực, rồi cả những người làm hồi phục chấn thương. Thì nói chung những cái đấy là những cái vấn đề lớn nhất của mọi người bây giờ. Thì không ai thực sự muốn đầu tư để vào một con đường rất là mạo hiểm như thế này. Thì như Giang cũng đã nói thì cần rất nhiều nhà đầu tư, những người hảo tâm, những người mê yêu tennis đầu tư vào thì mới có những nhân tài để tiếp nối sau này được. Có những người nhận định có một số cái nguyên nhân chủ quan, đấy là thể chất này, chiều cao của người Việt Nam không phù hợp để thi đấu tennis chuyên nghiệp. Cái đánh giá, cái suy nghĩ của Giang về cái nhận xét này như thế nào, liệu có đúng hay không? Thực sự nếu nói về thể chất thì cũng đúng hoặc cũng không đúng, bởi vì tùy chiều cao và cân nặng thì có những lợi thế khác nhau. Ví dụ như những tay vợt dưới 1m8 thì có thể họ nhanh hơn những người cao,
thì còn người cao thì có lợi thế giao bóng so với cả những người tay vợt thấp hơn. Thì mình phải dựa vào những cái ưu điểm của mình và nhược điểm của họ để thi đấu tốt hơn, chứ không không thể nói là về thể chất của người Việt Nam được. Thực sự cái quyết định khi chuyển sang câu lạc bộ Hải Đăng này của mình cũng khá dễ dàng, bởi vì ở đây là một môi trường rất tốt, khi mà tất cả trang thiết bị rồi mọi thứ của một học viện đều có, và nhất là khi mà người dẫn đầu câu lạc bộ Hải Đăng có một cái niềm đam mê tennis và yêu tennis thực sự thì Giang nghĩ đây là một nơi thực sự rất tốt để các tay vợt phát triển. Giang có nghĩ cái mô hình của câu lạc bộ Hải Đăng nên là hình mẫu để các câu lạc bộ Việt Nam học theo để có thể chung tay góp sức của cái sự phát triển của nền quần vợt nước nhà ấy? Thực sự mô hình của Hải Đăng đang làm thì đang rất tốt, khi mà như mình cũng vừa nói là mọi trang thiết bị rồi sự chuyên nghiệp đều có ở đây hết. Thì cũng đã có những nơi như BKMX Bình Dương cũng là một nơi để tập luyện rất tốt, hay là Hanaka Bắc Ninh đang bắt đầu làm mô hình tennis chuyên nghiệp như vậy, thì sẽ cần nhiều nơi như thế nữa và đầu tư nhiều hơn nữa để quần vợt Việt Nam được phát triển. Nói chung là đồng nghiệp, khi mà mình tham gia đội tuyển như thế thì mình luôn gắn kết và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thì mình rất, nói chung là mình thân với tất cả mọi người chứ không riêng gì ai nhất hay gì. Thực sự thì đã là đồng đội của mình thì luôn luôn ủng hộ hết mình. Ở Davis Cup thì Giang vẫn luôn ủng hộ đồng đội hết mình khi mà đồng đội thi đấu. Nhưng mà khi ra đến giải cá nhân thì khi bước vào sân thì chắc chắn là đối thủ của nhau rồi, là sẽ thi đấu hết mình với một sự tôn trọng lớn nhất. Nhưng mà khi bước ra sân thì vẫn sẽ là anh em, bạn bè và đồng nghiệp tốt của nhau. Trong số những lứa tay vợt trẻ hiện tại thì Giang đánh giá cao cái tên nào nhất? Để đánh giá một cái tên Giang đánh giá cao nhất thì có lẽ là Phạm Lao Hoàng Anh. Hoàng Anh có tố chất thể thao rất tốt, khi mà có lối chơi thông minh, có cú đánh nặng so với cái lứa tuổi của em ý đang có hiện giờ. Trong quần vợt thì Giang có thần tượng một ai không? Hay là Giang ấn tượng với cách thi đấu của tay vợt nào? Không, thần tượng thì cũng không hẳn là thần tượng. Giang chỉ thích phong cách thi đấu của Roger và Nick. Vậy thì Giang có bị ảnh hưởng bởi cái cách chơi của họ? Cách thi đấu? Cũng một số tính cách trên sân của mình cũng ảnh hưởng rất nhiều. Ngoài tennis thì Giang còn thích môn thể thao nào khác không? Thực sự thì Giang có thể chơi nhiều môn thể thao khác nhau, nhưng mà để mà nói một môn Giang thích nhất thì có lẽ là bóng đá. Mình có theo dõi trang Facebook của Giang thì Giang cũng là một fan bóng đá rất cuồng nhiệt. Không biết là Giang hâm mộ đội bóng nào và cầu thủ nào? Hưng Minh Sun và Tottenham Hotspur. Hình như là Giang còn làm trong một cái fanpage anti-MU đúng không? Không biết là cơ duyên nào Giang làm cái công việc này? Cơ duyên của mình là mình thích những đội đối đầu với MU. Trong phần cuối của trò chuyện thì rất là muốn hỏi Giang một chút về kỳ SEA Games sắp tới. Thì trong thời gian sắp tới thì Giang có thể chia sẻ một chút về cái kế hoạch thi đấu cũng như là kế hoạch chuẩn bị cho kỳ SEA Games 31 được không? Thực sự SEA Games 21 thì cũng không còn xa nữa, chỉ hơn một tháng nữa là bắt đầu thi đấu. Đội tuyển cũng đang gấp rút những kế hoạch cuối để một là sẽ đi tập huấn tại nước ngoài, hai là cũng sẽ
nếu không tập huấn thì đội có thể đi dự các giải Men Future ở gần Việt Nam để được cọ sát với những tay vợt nước ngoài. Và áp lực bởi cái chỉ tiêu này hay không? Không, thực sự nếu nói áp lực thì cũng có, nhưng mà cái sự phấn khích và niềm vui khi được thi đấu trên sân nhà sẽ là nhiều hơn. Giang và đồng đội cũng đã từng thi đấu ở Việt Nam rất nhiều. Thế nên lần này khi mà ở một trung tâm quần vợt lớn nhất Việt Nam bây giờ ở Hanaka thì Giang mong là sẽ được sự ủng hộ hết mình từ khán giả, và đồng đội sẽ cũng sẽ cháy hết mình trên sân để giành những thành tích tốt nhất. Vậy thì mục tiêu của Giang ở kỳ SEA Games 31 là gì? Mà Giang có thể nói một câu gì đấy thể hiện sự quyết tâm của mình ở kỳ đại hội này không? Với những nhiệm vụ được giao bây giờ thì Giang hay đồng đội hay bất kỳ ai trong đội ngũ của SEA Games 31 lần này thì cũng sẽ hết mình và giành được thành tích cao nhất để là huy chương vàng để mang về cho quần vợt Việt Nam và thể thao Việt Nam nói chung. Mục tiêu xa hơn thì sao? Sau SEA Games thì lịch trình của Giang như thế nào? Liệu có chuyến du huấn hay là du đấu nước ngoài hay là có chuyến tập huấn nào không? Trước mắt thì mọi kế hoạch vẫn đang dồn vào SEA Games nên chắc phải sau tháng 5 Giang mới có kế hoạch mới cho nửa cuối năm 2022. Cảm ơn Giang. Chúc Giang thi đấu thật thành công, đặc biệt là ở SEA Games 31. Cảm ơn.